bay cao ngóc đầu lên á, ngóc đầu máy bay lên á. Tụm lại đây. Hello, 755 rồi chị em. Rồi, tiếp gì nè. Làm máy bay. Máy bay kiểu mới nha. Bay kiểu gì? Kiểu mũi nhọn, đầu nhọn. Mà nhọn mất không hả? Xếp đầu này, xếp đôi, tờ giấy A4 lại. Canh cho đều nghe Nguyên. Dạ. Canh cho đều cái cạnh góc này hả Trang? Ở cạnh góc con đều nè. Hai góc đều chưa? Được rồi. Nhìn kỹ là chưa đều kìa. Nè. Còn bên kia chưa đều kìa. Bên đây hả? Bên đây nữa nè. Đây chưa đều nữa. Đều thì làm gì nè? Có đều chưa? Xếp đôi giá 4 lại chưa? Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Rồi, xếp đều chưa? Này, cái này. Đợi chút nguyên. Rồi. Đè xuống lấy tay đè gì nè. Rồi, đè mạnh ra. Ừ, kéo gà ra. Ừ, vậy đó. Rồi, tiếp tục. Xếp. Xếp này lại. Xếp góc này lại cho nó vuông góc chứ. Cái bự cái nhỏ. Vuông góc nhìn nè, vuông góc chưa nhìn nè. Bằng nghe, bằng nha. Dạ. Rồi kéo ra. Làm kéo cái bằng này nè. Ừ. Con làm bằng này chơi. Lật lên đây. Ừ, tiếp tục giống như vậy, làm cái vuông góc bằng vậy đó. Đè xuống kéo ra. Dặn bằng là chưa, khoan coi bằng chưa. Này làm chưa bằng nè. Chưa bằng thấy không? Bằng thì kéo này ra nè, kéo kiểu này dưới đây nè, đập cái này nè, rồi, kéo này kéo lên. Rồi đó. Đè đè lại, lấy tay đè nè, đè viền lại. Dạ. Rồi. Lật ngược lại. Rồi. Lật ngược nha. Ừ, tiếp đi nè. Cái giống như vậy lá hâm mà. Xếp cho đều ngang giữa, ngay lặn giữa nè, vậy nè. Cái lặn giữa nè, ngay đứng giữa nó lặn nãy lặn nè. Đó. Nghe chưa? Đó. Nhìn cái này lặn giữa chưa nè. Nhìn đây nè, cái lặn giữa nè. Ngay chưa? Ngay rồi. Rồi, em ơi, anh đưa hôi cho em. Rồi, tiếp tục. Mũi nhọn nha, máy bay này, máy bay mũi nhọn nha, rồi xếp thẳng như nè. Ngay giữa luôn á, mũi nhọn mà, xếp ngay giữa luôn, ngay giữa lằn giữa nè. Nè, ngay lằn giữa nè. Chưa mà. Nè, ngay giữa luôn này nè, đụng đây nè, đụng miếng này nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi. Rồi, xíu bay mũi nhọn hả cha? Mọi người xếp hai cái máy bay cũng nhọn ra mà lát ra đâu. Giờ mình thì thảy coi ai dạ. Ai bay xa hơn. Ok. Mày đó chưa? Xong chưa? Mày. Rồi xếp lại. Đi vào. Để xếp cái gánh lại à? Đè này, lấy tay đè nè. Đè lại, đè xuống nha. Cái này đè lên nè. Chưa đều chứ Nguyên. Xếp ngay giữa chưa đều chứ Nguyên. Cánh tay bóp vậy nè, bóp vuốt lên nè. Cho nó có lằn, nó lằn xếp xuống. Rồi chưa nè, bắt đầu xếp nó nè. Canh cho đều nha, đều dưới đây nè. Cho nó bằng hai góc dưới đây nè, bằng mấy góc dưới đây nè. Bằng chưa? Nè. Này bằng nha, lằn dưới đây nè. Ta bằng nha, bằng mới nó bay mới đều được, mới đầm được. Thấy không bằng rồi nó lạng đó, nó bay không đi kìa. Rồi. Không con bằng rồi đó chưa? Rồi cánh bên kia cũng vậy nữa. Được rồi nè cháu.
vô. Vậy đó, máy bay cũng nhọn mà đâu có xiết gì hết được, vậy đó, xong rồi đó. Vậy em xong hả cha? Ừ, vậy là xong rồi đó. Dễ không? Dễ, dễ như con hả? Ừ, nó nè. Ủa cha, sao cha có màu nè? Không biết ai gì màu cho nó đâu. Còn tiếp tục tờ giấy, lấy tờ giấy nữa Nguyên. Người thang hai cái máy bay đi. Dạ. Đi ra ra ngoài vườn xài coi đó, bay. Cho nó bay vượt ngỗng chơi. Trời, con đây con tắm à, nó tắm nữa. Tắm nữa rồi. Rồi tự xếp đi. Đây con. Để nó đi. Rồi tự xếp đi. Biết xếp mà gặp phải không? Rồi tiếp tục đi. Đằng kia nào làm đó cha? Đè xuống, đè chẳng, chưa đè, chưa đè mạnh gì nè, đè mạnh xuống. Dạ, dạ. Ngay chưa Nguyên, thấy chưa ngay nè Nguyên. Nè chưa ngay, này ngay bên đây chưa ngay nè. Nè đây chưa ngay không, chưa ngay gốc nè. Chụp lại đó ngay gốc. Chưa từ từ Nguyên, từ Nguyên. Chưa, từ đây. Không buông qua hả? Ừ. Ngay giữa chưa? Rồi. Ngay ngay giữa rồi rồi. Sao nữa? Rồi xếp dao. Xếp gì nè. Xếp vào gì nè. Ngay giữa luôn. Ngay lần giữa nè. Ngay lần giữa nè không? Ừ. Ừ. Cái này lần giữa đang xuống. Sao? Ngay chưa? Ngay nữa rồi. Ngay rồi. Coi ba coi coi. Nè. Giữa ngay đây hả? À, ngay đâu? Ngay đây nè. Ừ. Được rồi. Được rồi. Còn kim giặt lát hết trơn nè, thấy không nè. Xếp lại gì không được, xếp gì nè, nó dễ xếp hơn. Đó. Chơi rồi, chơi ra đây cho con. Rồi nè. Đè tay xuống cho có lặng. Chưa? Tụi con xong chưa? Con xong rồi đó. Xếp cái điều này chưa? Nè nè nè. Xếp này bay nè, cánh phải bằng như đây nè. Ừ. Phải xếp khum tung được. Xếp ấy nó không có bay được đó. Rồi đó. Ừ. Tụi con bằng rồi đó. Tới bên này. Mm-hmm.
Rồi xong chưa Nguyên? Xong rồi. Thầy đi bay không? Rồi đi ra. Ủa mai con đâu rồi?